Tôi đã thấy trên một số trường hợp ở nước ngoài có những cây nhỏ xíu mà đã có quả. Ví dụ như người ta trồng cây mít ở trong chậu có quả, rồi cây bưởi trồng trong cái chậu nhỏ xíu cũng có quả. Nhưng mà đặc biệt đây là trường hợp cây sầu riêng. Không biết là cây sầu riêng thì nó khó, nó có nuôi nổi hoa này trở thành quả hay không. Nhưng mà một cây sầu riêng mà có hoa như thế này cũng đã là trường hợp hiếm có rồi. Hoa nó còn nhiều hơn lá nữa. Như cây này chỉ có hai lá thôi, một lá này, hai lá. Nhưng mà đang có đây bốn cái hoa. Còn cây bên này thì chỉ có hai cái hoa thôi. Và được ba lá. Còn bên đây bốn hoa và hai lá.